Rồi chào anh chị, giả sử chúng ta đã lựa được một bức tranh ưng ý rồi. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta muốn hỗ trợ về bức tranh của chúng ta, hoặc là vị trí chúng ta dán bức tranh, hoặc kỹ thuật dán như thế nào, hoặc là kích thước như thế nào, thì chúng ta muốn trao đổi hoặc kết nối hoặc là hỗ trợ thì chúng ta có hai hình thức như sau. Một là chúng ta vào cái trang vip.huwom.com, ở đây nó có cái đường dẻo chéo là suộc vip.huwom, thì cái đường đường dẫn này chúng tôi sẽ để ở phần dưới miêu tả của video để chúng ta có thể vào được cái link này. Thế để chúng ta có thể để hỗ trợ cần tư vấn ấy, thì một là chúng ta có thể đăng ký vào cái đường dẫn này, thì chúng ta có đăng ký thông tin của chúng ta. Đây, đăng ký nhu cầu. Đấy. Thứ nhất về họ tên, địa chỉ email, địa chỉ của chúng ta ở đâu, số điện thoại của chúng ta là gì. Đấy, yêu cầu của chúng ta cần hỗ trợ như thế nào. Đấy, sau đó thì chúng ta phải bấm vào cái nút này, thì chúng ta bấm nộp. Đấy, nộp thì khi đó thì cái dữ liệu các bạn gửi thì chúng tôi sẽ nhận được. Hoặc trường hợp thứ hai, các bạn có thể kết nối qua số điện thoại này. Một là chúng ta kết nối trực tiếp, hai là chúng ta kết nối qua Zalo. Để cần hỗ trợ tư vấn như thế nào thì chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ tư vấn cho bạn. Thì đấy là các trường hợp mà khi mà chúng ta đã lựa chọn bức tranh rồi thì chúng tôi kết nối với chúng tôi qua các cái hình thức như vậy. Đó, thì chúng tôi có thể hỗ trợ với các bạn. Thì ngoài các phương án trên thì nó cũng có nhiều cái phần kết nối như là chat Facebook. Đó. Thì ở đây thì nếu không thì chúng ta kết nối trực tiếp qua Zalo rất là tiện. Và thì chúng ta nếu mà khi mà chúng ta đã có bức tranh rồi thì chúng ta có thể kết nối qua hình thức như vậy. Thì tất cả cái link video rồi là đấy, chúng tôi để ở dưới để miêu tả description của cái video này. Và các bạn hãy like video và share video, subscribe kênh để khi mà chúng ta tôi có một cái video mới, hoặc cái chương trình mới, hoặc là cái kết nối mới, hoặc là đối tác mới, thì các bạn có thể nhận được thông tin ngay từ chúng tôi. Hãy subscribe kênh và bấm vào cái nút chuông để có khi mà có thông tin mới thì video ở YouTube sẽ cảnh báo và gửi thông tin tới bạn. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại.